Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm thời sự trong tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 được Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc chuẩn bị chu đáo, khoa học, công phu, kết cấu bố cục rõ ràng mạch lạc, đánh giá rõ nét những kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa 15. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc xác định chủ đề của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa 16 nhiệm kỳ 2015-2020. Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu trong dự thảo báo cáo chính trị của tỉnh Vĩnh Phúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục dự báo tình hình, có các giải pháp đẩy mạnh thu hút xúc tiến đầu tư, phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và một số thế mạnh khác của địa phương về du lịch, dịch vụ, tín dụng ngân hàng. Đặc biệt quan tâm chú trọng tới công tác bảo vệ môi trường sinh thái, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển nhanh và bền vững, tiếp tục thực hiện ba khâu đột phá chiến lược chăm lo nâng cao đời sống nhân dân, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường ngoại giao nhân dân, ngoại giao phát triển kinh tế trong thời kỳ hội nhập. Về công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, gắn với thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Trong tuần, nhân dịp Tết Trung thu năm 2015, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến dự chung vui tặng quà các cháu thiếu niên nhi đồng các địa phương trong tỉnh. Tại những nơi đến dự, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã khen ngợi và biểu dương thành tích học tập, rèn luyện của các cháu thiếu niên nhi đồng trong năm học vừa qua. Mong các cháu tiếp tục nỗ lực phấn đấu để đạt được kết quả tốt hơn nữa trong năm học mới. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các cháu thiếu nhi toàn tỉnh. Chúc các cháu nỗ lực phấn đấu trong học tập rèn luyện để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Trong tuần, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 56 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương năm khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Vĩnh Phúc, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ngành của tỉnh trên cơ sở nhiệm vụ của mình tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về luật hợp tác xã năm 2012, nghiên cứu đề xuất tỉnh đề ra những giải pháp chính sách thiết thực để đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế tập thể, tiếp tục kiện toàn bộ máy kinh tế tập thể cho phù hợp với thực tiễn của tỉnh, nghiên cứu xây dựng và đưa vào hoạt động các mô hình hợp tác xã kiểu mới. Các hợp tác cần chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn. Trong tuần, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn đại biểu tỉnh Buli Kham Say, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sang thăm làm việc tại Vĩnh Phúc. Đồng chí Nguyễn Văn Trì hoan nghênh chuyến thăm làm việc của đoàn đại biểu tỉnh Buli Kham Say và giới thiệu khái quát với đoàn tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh trong những năm qua. Đồng chí Nguyễn Văn Trì nhấn mạnh, để thực hiện thành công mục tiêu đưa Vĩnh Phúc trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và trở thành thành phố Vĩnh Phúc vào những năm 20 của thế kỷ 21. Vĩnh Phúc sẽ tập trung phát triển công nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao giá trị sản xuất, thu nhập cho người dân, tập trung xây dựng nông thôn mới, phát triển hình thành các khu du lịch trọng điểm của tỉnh và khu vực, đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Trì tin tưởng sau chuyến thăm của đoàn đại biểu tỉnh Buri Kham Say đến Vĩnh Phúc, hai tỉnh sẽ có mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp. Trong tuần, đồng chí Nguyễn Văn Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với bà Preeti Saran, đại sứ Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Trúc thông tin tới đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam về điều kiện tự nhiên, tiềm năng, thế mạnh, tình hình kinh tế xã hội của Vĩnh Phúc, đặc biệt là những chính sách ưu đãi dành cho các doanh nghiệp đến đầu tư tại tỉnh, trong đó có các doanh nghiệp của Ấn Độ, và mong muốn trên cương vị đại sứ bà Preeti Saran sẽ là cầu nối mở rộng hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Vĩnh Phúc với các địa phương của Ấn Độ.
quan tâm tạo điều kiện giới thiệu, quảng bá để các doanh nghiệp Ấn Độ tăng cường giao lưu, xúc tiến đầu tư với tỉnh trên các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, cơ khí, chế tạo máy, áp dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế thương mại, công nghệ thông tin, viễn thông, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, phát triển văn hóa du lịch. Qua đó thắt chặt đoàn kết hữu nghị, đưa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Ấn Độ phát triển. Trong tuần, Ủy ban nhân dân tỉnh họp ban chỉ đạo thực hiện 4 dự án đầu tư lớn trên địa bàn tỉnh, nghe các sở ngành, huyện báo cáo tiến độ thực hiện các công việc liên quan đến 4 dự án lớn, bao gồm dự án nông nghiệp công nghệ cao của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển nông nghiệp Vineco Tam Đảo, dự án khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc của tập đoàn Sumitomo, dự án xây dựng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Tam Dương 2, khu B của tập đoàn FLC và dự án khu du lịch sinh thái Vĩnh Thịnh của tập đoàn FLC. Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu huyện Bình Xuyên đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư, di chuyển nghĩa trang nhân dân, lập quy hoạch xây dựng khu nhà ở cho công nhân lao động, điều chỉnh quyết định thu hồi đất, công khai quy hoạch, cắm mốc giới quy hoạch khu công nghiệp Thăng Long. Huyện Tam Dương đôn đốc tập đoàn FLC sớm xây dựng khu nhà ở công nhân, đồng thời tích cực giải quyết các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tái định cư dự án khu công nghiệp Tam Dương 2. Huyện Vĩnh Tường cần điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển mục đích sử dụng đất để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án khu du lịch sinh thái Vĩnh Thịnh. Sở Xây dựng phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển nông nghiệp Vineco trình phương án xây dựng cụ thể, hướng dẫn tập đoàn FLC điều chỉnh thiết kế quy hoạch, tham mưu cho tỉnh điều chỉnh quy hoạch vùng, quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Ban quản lý các khu công nghiệp tiếp tục làm việc với các bộ ngành trung ương, đề xuất phương án tách khu công nghiệp Thăng Long, đồng thời sớm cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án cho tập đoàn Sumitomo, Sở Tài chính bố trí nguồn vốn cho các địa phương thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Trong tuần, đồng chí Nguyễn Văn Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban nhân dân tỉnh có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk để bàn thống nhất các giải pháp thực hiện giữa tỉnh và công ty trong việc giúp nông dân chăn nuôi bò sữa và tiêu thụ sữa tươi. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Trúc đề nghị Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk tạo điều kiện thu mua sữa cho các hộ mới phát triển chăn nuôi bò sữa để các hộ yên tâm sản xuất. Huyện Vĩnh Tường thành lập tổ công tác phối hợp với chính quyền các xã trên địa bàn đến các hộ chăn nuôi để nắm bắt thông tin, kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắc về chăn nuôi, tiêu thụ sữa. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường tập huấn nâng cao kiến thức cho nông dân về kỹ thuật chăn nuôi bò sữa, quy trình sản xuất sữa đảm bảo chất lượng và phối hợp với các sở ngành liên quan nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách phù hợp để giải quyết các khó khăn vướng mắc cho các hộ chăn nuôi. Trong tuần, đồng chí Nguyễn Văn Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sạt lở vùng đất bãi tại xã Cao Phong, huyện Sông Lô. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Cao Phong, đoạn sạt lở vùng đất bãi tại vị trí thôn Phan Dư, xã Cao Phong có chiều dài khoảng 100m trên vùng đất bãi của 10 hộ dân. Vị trí sạt lở cách đê tả sông Lô khoảng gần 50m. Chính quyền địa phương cho biết tình hình sạt lở ở vị trí trên được phát hiện sau đợt xả lũ của các nhà máy thủy điện vào cuối tháng 7 vừa qua. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Trúc giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với huyện Sông Lô khảo sát, tìm ra nguyên nhân, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phương án xử lý sạt lở vùng đất bãi tại vị trí thôn Phan Dư, xã Cao Phong, huyện Sông Lô. Các sở ngành chức năng căn cứ nhiệm vụ chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch chấn chỉnh hoạt động khai thác cát sỏi trên toàn tuyến sông Lô, sông Hồng đoạn chảy qua địa phận tỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm về luồng lạch, hoạt động khai thác cát sỏi gây ảnh hưởng đến các công trình thủy lợi, kiểm tra xử lý việc khai thác trồng lấn của các doanh nghiệp được cấp phép trong hoạt động khai thác cát sỏi trên các tuyến sông thuộc địa phận Vĩnh Phúc quản lý. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.